chim công là một trong những sinh vật hấp dẫn và xinh đẹp nhất trên trái đất, nhưng có quá nhiều điều mà chúng ta chưa nhận ra về những loài chim ngoạn mục này. 1. Có bao nhiêu loài trên thế giới? Chim công có mặt hầu như ở tất cả các nước. Có 3 loại công trên thế giới, công Ấn Độ, công xanh và công Congo. Hầu hết mọi người đều quen thuộc với loài chim công của Ấn Độ, vì đó là loại được tìm thấy trong nhiều vườn thú và công viên. Công của Ấn Độ sống ở Ấn Độ, Pakistan và Sri Lanka, công xanh được tìm thấy ở Đông Nam Á, và công Congo là từ Trung Phi. 2. Môi trường sinh sống. Những con chim này đầu tiên sống trong rừng và rừng mưa nhiệt đới. Đây là môi trường sống tự nhiên và thoải mái nhất của chúng. Tại thời điểm này, công không được coi là một loài có nguy cơ tuyệt chủng. Tuy nhiên, loài công Congo đã được liệt kê là vào danh sách cần bảo tồn và dễ bị tuyệt chủng nhất. 3. Bộ lông của loài công. Con công Ấn Độ đực, Peacocks, có một bộ lông vũ sáng, nhưng với con cái, Peahens, chỉ là một màu nâu, đốm nâu sẫm. Lý do là vì con đực cần lông vũ tươi sáng của mình để thu hút bạn đời, và con cái cần phải có khả năng hòa hợp với những bụi cây để kẻ thù không thể nhìn thấy chúng trong khi đang ấp trứng. Khi con công được sinh ra lần đầu tiên, chúng không có đuôi, và trên thực tế chúng không phát triển gì cho đến khi chúng được khoảng 3 tuổi. Mỗi năm, con công trống sẽ làm mới bộ lông của mình bằng cách thay lông. 4. Biểu tượng của Ấn Độ. Một nhóm các con công được gọi là Pati hoặc là Pray. Con công Ấn Độ là loài chim quốc gia của Ấn Độ và được bảo vệ ở nước đó. Trong tôn giáo Hindu, con công là một con chim thiêng liêng, bởi vì những điểm trên đuôi con công tượng trưng cho mắt của các vị thần. 5. Kích thước của loài công. Khi trưởng thành, ở giai đoạn 3 đến 5 năm tuổi, chim trống sẽ có chiều dài cơ thể đạt tới 2,1 m, trong đó bộ đuôi có thể dài tới 1,5 m, trọng lượng cơ thể đạt từ 8 đến 12 kg. So với chim trống, con cái sẽ có kích thước và trọng lượng cơ thể nhỏ hơn. 6. Tập tính sinh sản. Những chiếc lông đẹp trên con đực được sử dụng để thu hút những con cái để sinh sản. Con cái có khoảng 4 đến 8 trứng và ấp chúng trong khoảng 4 tuần. Sau khi công con nở, chúng được cho ăn bởi chim mẹ trong vài ngày cho đến khi chúng bắt đầu học cách kiếm thức ăn. Những con công khi mới được sinh ra trông rất giống gà con. Khi thời gian sinh sản xuất hiện vào mỗi năm, con công sẽ cố gắng gây ấn tượng với con cái bằng bộ lông sặc sỡ của mình. Chúng sẽ bảo vệ lãnh thổ của mình và gây ra tiếng động lớn để xua đuổi những con đực khác. 7. Tập tính kiếm ăn. Chim công dành phần lớn thời gian của mình trên mặt đất để kiếm thức ăn và chạy nhanh, mặc dù chúng có thể bay khi cần thiết. Chúng có lãnh thổ nhỏ, điều này khiến chim công dễ dàng được nuôi giữ vì chúng sẽ không rời khỏi khu vườn hoặc khu vực nuôi một khi chúng cảm thấy như ở nhà và có đủ thức ăn. Chim công Ấn Độ chủ yếu ăn hạt, quả và côn trùng, mặc dù chúng cũng ăn động vật có vú nhỏ và bò sát. 8. Tập tính sinh sống. Khi chúng được thuần hóa, một số con sẽ sống tới 50 năm. Tuy nhiên, trong môi trường hoang dã nơi cuộc sống rủi ro hơn, con công thường sống tối đa chỉ 20 năm. Trong hơn 2.000 năm, con công đã bị giam cầm trên khắp thế giới vì mục đích giải trí hoặc tôn giáo. Trên đây là những sự thật thú vị về loài công, một loài chim tuyệt đẹp. Hy vọng giúp các bạn hiểu hơn về chúng. Hãy đăng ký kênh để biết thêm những thông tin thú vị và đừng quên cho mình một like nhé. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn.